Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện, tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2021, huyện An Minh đã ghi nhận thêm một bệnh nhân COVID-19 có liên quan đến ổ dịch tại ấp Thành Phú, xã Đông Thành là ông Lê Văn Nờ, cư ngụ tại ấp Chiến Sáng, xã Đông Hòa. Bệnh nhân này trước đó có tiếp xúc gần với bệnh nhân Quỳnh Văn Lờ, đã được đưa vào cách ly tập trung. Sau quá trình lấy mẫu xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số ca bệnh COVID-19 trên địa bàn là 32 trường hợp. Trong đó đã điều trị dứt điểm 24 trường hợp, đang thực hiện cách ly điều trị 8 trường hợp. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, ưu tiên đảm bảo sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết, tích cực thông tin tuyên truyền vận động nhân dân, kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan lơ là, phải thực hiện tốt các khuyến cáo như luôn đeo khẩu trang, luôn giữ khoảng cách, hạn chế tập trung đông người và chịu sự quản lý kiểm soát của chính quyền địa phương trong việc di chuyển, đi lại giữa các vùng. Mỗi người dân hãy tích cực cùng tham gia công tác đấu tranh tố giác các trường hợp đi từ vùng dịch hoặc từ địa phương khác để nhắc nhở khai báo y tế, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, nhằm hạn chế nguy cơ bệnh lan rộng trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch bùng phát lần thứ tư có tốc độ lây lan nhanh với quy mô rất lớn từ trước đến nay. Đặc biệt, dịch bệnh đã lan rộng vào cộng đồng ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với số người bị nhiễm cao, gây tổn hại rất lớn về tính mạng, sức khỏe và đời sống nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ khi huyện An Minh thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 20 tháng 9, toàn huyện có 195 doanh nghiệp, 4.576 cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động, với gần 10.000 người lao động bị ảnh hưởng mất việc làm, 49 hợp tác xã và 482 người lao động làm việc trong các hợp tác xã đối diện với các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều là lĩnh vực giao thông vận tải, công nghiệp, xây dựng. Để giải quyết những khó khăn trên, huyện An Minh tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tạm thời khó khăn trước mắt bằng việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghị quyết 68 đã phần nào giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện An Minh cơ bản được kiểm soát. Địa phương đang thực hiện chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của huyện hầu như trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng phải đảm bảo yêu cầu trong phòng chống dịch bệnh. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, cùng với các giải pháp phù hợp. Tin tưởng rằng huyện An Minh sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, sớm đưa cuộc sống trở lại. Cái cặp dành cho học sinh mầm non, và hôm nay Mỹ Thúy sẽ tặng cho một em 4 tuổi của cái gia đình hộ nghèo tại khu phố 3, thị trấn thứ 11. Em chưa đi học nhưng mà tặng tinh thần cho em. Nè con ơi, con trai, nè, chú tặng nè, ngang. Rồi, nhát quá nên chưa đi học phải không? Cũng phải cho em đi học nha, nhà dạy em nghe. Rồi, có cặp rồi ngang, chúc mừng ngang. Tặng cho cái cặp tinh thần. Allah, 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 Allah,
Chưa đi học chứ công nghệ là sử dụng thành thạo đó. Đó, rành hơn rồi đó, chưa đi học mà thông minh lắm đó, nhát thôi. Đi hả? Nói chung là về là điện thoại của chị là coi như là dành phải không? Rồi những ngày giãn cách vừa rồi thì cuộc sống như thế nào em chia sẻ với mọi người xem cuộc sống của mình những ngày giãn cách xã hội vừa rồi như thế nào? Làm được rồi, thất nghiệp, bơi mẹ có bầu mẹ mổ, giá chưa về nữa. Dạ. Yeah. Giờ ba chị em nuôi sinh sống qua ngày. Rồi. Yeah. Em là em làm nghề gì? Ừ. Rồi coi như là quán đóng cửa là em cũng thất nghiệp luôn vậy không? Dạ. Rồi trong thời gian thất nghiệp vừa rồi thì mình chỉ ở nhà thôi đúng không? Dạ. Thì gia đình mình là thuộc hộ nghèo của khu phố 3 thị trấn Thi 1 thì mình có được hỗ trợ gì không em? Dạ, hỗ trợ 15 kg gạo. Ừ. Gạo thôi à? Thấy có gạo thôi đúng không? Dạ. Rồi. Rồi hàng ngày thì ăn cơm như thế nào? Dòng khoai tím ra về nấu canh cho em ăn. Rồi. Rồi con có biết thông tin là trường hợp của con là lao động tự do mà thất nghiệp thì sẽ được hỗ trợ không? Không. Dạ. Thì bây giờ chú cũng thông báo cho con luôn là con cần lên trên ủy ban thị trấn thứ 11. Mình lên đó hoặc là mình lên trụ sở khu phố 3 nè. Mình kê khai là trường hợp của mình là lao động tự do. Mình đi làm thuê cho một cái quán ăn. Và trong quá trình vừa rồi thì khi mà thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ số 15, 16 thì em thất nghiệp. Nên là em đăng ký xem xét duyệt về mức hỗ trợ dành cho người thất nghiệp. Em nhớ chưa? Rồi, giữ gìn sức khỏe nghe. Rồi cố gắng nghe. Cố gắng. Rồi, cảm ơn nghe. Rồi chị ơi, chị đâu rồi? Chị ơi. Rồi cô là nhà đây luôn hả? Cô nhà bên đó. Cô nhà bên đó hả? Gia đình mình thì cuộc sống bình thường đúng không? Có thuộc diện khó khăn không? Nói chung thì chỉ có cái nền nhà thôi chứ không có đất đai gì. Dạ. Nhà thì còn bốn mẹ con. Dạ. Mà hai đứa gái nó ngay nó có chồng mà vẫn còn nằm trong thủ mình. Dạ. Dạ. Còn thằng con trai thì hôm dịch giờ thì thất nghiệp rồi mới đi làm được 2-3 ngày nữa. Dạ. Trong thời gian vừa rồi giãn cách xã hội thì gia đình mình có được hỗ trợ gì không chị? Có hỗ trợ gạo. Dạ. Nếu mà hỗ trợ gạo thì chị nằm trong diện gia đình cận nghèo và nghèo rồi đó. Đúng rồi. Chị có thể giới thiệu tên mình không? Được chứ. Dạ, chị tên gì vậy? Hồ Thị Bích. Hồ Thị Bích. Mình là ở khu phố 3. Khu phố 3. Thị trấn thứ 11. Đúng rồi. Công việc thường ngày của chị trước dịch là gì vậy? Hồi đó thì bán vé số. Dạ. Rồi cái bị té cái giò bị mổ rồi mấy năm nay không có làm gì ở nhà. Tức là mình ở nhà. Rồi thu nhập chính trong gia đình là từ ai ạ? Thằng con. Dạ, cậu ấy làm gì ạ? Làm nghề nhôm mình đó. Làm nghề nhôm làm ở trong huyện mình luôn hả? Trong huyện mình à. Dạ. Rồi làm công cho người ta. Mình đi làm công. Lương đỡ không chị? Lương nói ngay cũng được 7-8 triệu gì đó. Dạ. Như vậy là gia đình mình có bao nhiêu khẩu ạ? 5 khẩu mà ổng mất rồi còn 4 khẩu. Còn 4 người là gồm chị, con trai. Ảnh có gia đình chưa? Hả? Anh có gia đình chưa? Chưa. Chưa, tức là hiện tại bây giờ là gồm có chị, một cậu con trai, hai cô con gái. Đúng. Là 4 người. Hai cô con gái làm gì ạ? Hai cô con gái có chồng ở bên chồng, bây giờ đi bằng công ty Đồng Nai, giờ mắc dịch đâu có về được ở trên công ty Đồng Nai. Tức là hai chị đang bị kẹt ở trên Đồng Nai. Rồi mình có liên lạc với nhau không? Có chứ. Rồi tình hình sức khỏe và công việc của hai chị trên Đồng Nai như thế nào ạ? Nói chung là cũng ổn mà có gì nó hơi bị. Hai mẹ con cách ly. Tức là hai mẹ con đang ở trong khu cách ly. Cách ly là khu cách ly ở trong công ty hay trong nhà trọ chị? Khu nhà trọ mình đi cách ly, đưa mình đi cách ly. Tức là vô khu cách ly tập trung. Dạ, đi cách ly tập trung bao lâu rồi hả chị? 5-6 ngày rồi đúng không? Mà liên lạc được phải không? Sức khỏe ổn định phải không? Cố gắng tinh thần, giữ tinh thần cho hai bạn đó. Dạ. F2. Bị F2. Dạ.
rồi không sao, nhưng mà cô khỏe, ở đây cô khỏe là tốt nè Giang. Rồi cô những ngày vừa rồi là mình ở tuyệt đối mình ở nhà đúng không, có đi đâu không? Không có đi đâu chứ, đây ra lộ rồi, tối ngày không có ra nữa. Dạ rồi, hết dịch thì công việc của cô dự tính là cô sẽ làm gì? Tính qua dịch là chắc đi bán vé số rồi. Dạ chứ không có làm gì nữa thì bán số lại nữa. Dạ bán mình tiếp con mình. Dạ rồi, cảm ơn cô nghe. Rồi bây giờ mình trò chuyện tiếp với một cô gái. Chào em tên gì? Em tên Huỳnh Thị Bé. Huỳnh Thị Bé. Dạ. Gia đình mình là thuộc gia đình hộ nghèo. Dạ hộ nghèo. À, chồng em là người dân tộc Khmer đúng không? Dạ đúng. À, hiện tại ảnh có nhà không? Dạ không, ảnh đi gài đỡ đỡ nào, cũng chốt tháo hết cho anh đi được làm vét cát đá bên biển. Ảnh làm công việc gì? Vét cát đá. Là như thế nào? Bốc vác. À, tức là bốc vác, nghề bốc vác. À, nghề bốc vác thì vừa rồi có được hỗ trợ không em? Hỗ trợ cũng như là nhà nước chỉ là hỗ trợ bốc vác như là xe tải này nọ thôi, còn vét cát đá thì không thấy. Tức là bốc vác vật liệu xây dựng đúng không? Dạ. Cát đá đúng không? Được. Là mình làm cho công ty tư nhân hả? Hay mình làm tư nhân, công ty bên Mỹ Thịnh đó, bên Trung Quy nè. Như vậy thì khi mình thất nghiệp như vậy thì công ty có hỗ trợ không? Dạ không, cũng như là người ta chỉ giao lẻ thôi. Nhưng mà anh nghĩ là bây giờ là bốc vác thì có ở trong quy định đó, nhưng mà cũng chưa có rõ là bốc vác như thế nào. Như em chia sẻ là bốc vác xe thì xe hàng, dạ, xe hàng thì được hỗ trợ. Dạ, đúng. Còn bốc vác những loại hình bốc vác khác, vật liệu xây dựng cát đá này kia thì không có nằm trong quy định hỗ trợ. Em chỉ nghe vậy thôi chứ em chưa thấy. Bây giờ mình đừng có nghe, truyền thông bây giờ nó có nhiều thông tin thất thiệt mà về những cái văn bản, những cái chỉ thị quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của huyện mình nè. Thì anh nghĩ là tụi em nên lên gần nhất là trụ sở khu phố để mình thăm hỏi, mình khai báo và mình hỏi xem là trường hợp của mình đó có được hỗ trợ hay không để mình đăng ký. Dạ. Khi em đăng ký rồi thì người ta mới xét duyệt. Dạ, em cũng đã có hỏi rồi. Em hỏi phó khu phố 3 năm của mình. Rồi. Hiện tại em đang ở. Rồi. Em hỏi cũng như là chồng em làm gì với hộ nghèo, sao mà mấy người kia thất nghiệp có tiền lương mà vợ chồng em hộ nghèo với tiền lương thất nghiệp thì không thấy. Thì bên khu phố cũng nói là trong chưa với hộ nghèo là ưu tiên, mà tới giờ là hộ nghèo chưa có gì hết, chưa mà tiền thất nghiệp cũng không có luôn. Nhưng mà gạo là mình đã nhận rồi, gạo đúng không? Là ai cũng nhận hết chứ không phải là riêng mình em. Rồi. Nhưng mà tiền hỗ trợ thì chắc mình phải đợi đem, tại vì có thể là ngân sách nó chưa có về đến huyện cho nên là chưa có xử lý được. Dạ. Em cũng đợi đó chứ giờ sao, cũng hỏi phong anh mấy ảnh hoài mà anh nói từ từ đi, tại vì hộ nghèo là ưu tiên mà em thấy ưu tiên bao tháng nay rồi, hộ nghèo mà nhà cửa không có để nó rồi tùm lum hết trơn á, như ăn uống con cái còn nhỏ hả, tối ngày ở trong nhà vậy đó, rồi hai chồng bịch bẻ ra muống rồi này kia để ăn qua ngày. Anh nói thiệt với em còn có rau muống để bẻ ăn đó. Dạ. Như nhà anh là không có rau để bẻ luôn đó. Cho nên á là bây giờ mùa dịch thì ai cũng khó khăn. Dạ, đúng. Cho nên rồi. Là mình cần phải cố gắng tự thân mình trước em nghe. Dạ. Rồi sau đó thì đương nhiên em nằm trong hộ nghèo thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Thì có bất kỳ những thông tin mình, những cái quyền lợi gì dành cho em thì cơ quan chính quyền họ sẽ liên lạc tiếp với em. Không. Dạ. Có gì mình phải lo lắng cả. Rồi chia sẻ thêm về cuộc sống của gia đình mình đi. Trong những ngày giãn cách xã hội gần 3 tháng vừa rồi đó. Dạ. Thì gia đình mình sinh hoạt như thế nào? Sinh hoạt thì cũng ổn chứ không tới nỗi nào. Mình thì ở trong vườn mình cũng kiếm cá, cá sặc, cái này cái kia mình ăn được, bắt ốc, rau bẻ cao mình ăn được. Rồi con cái cũng sống bình thường vậy đó, gạo thì mua thì có người cho, có người cũng có người mua, mình mua nữa. Mua có tiền thì mua để về mình ăn, rồi mình bẻ rau lên cái lớp chắc ngoài vườn mình ăn thôi. Cuộc sống mình tới bây giờ qua ngày. Tình hình dịch bệnh của huyện mình thì coi như là ổn định rồi đó. Dạ. Chúng ta bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường mới rồi. Thì em có dự định gì cho những ngày sắp tới không? Dự định thì em chồng em đi làm hàng ngày vậy đó. Em thì ở nhà rồi, tại vì hai bé còn nhỏ phải đưa bé đi trường. Đi trường đừng học, phải xe cộ con em sợ. Chứ nhà lo cơm nước nhà cửa dòng con. Mẹ. Dạ. Con có gì mà. Có kế hoạch tương lai gì không? Ví dụ như xây lại căn nhà phải không? Nền nhà là đã làm rồi đúng không? Dạ, bây giờ chờ đợi gì? Thì giờ mần tới đâu thay tới đó chứ giờ em không biết đường nữa. Chừng nào có tiền mới tính được, chứ không có tiền sao tính được. Không, mình phải tính trước, mình phải có kế hoạch trước rồi sau đó mình kiếm tiền mình thực hiện kế hoạch của mình.
thì sẽ hay hơn đó. Chứ bây giờ em đợi thì em đợi tiền mà tiền chưa có xuống sao được? Quyền địa phương gì hết, tại vì tại vì em không có cơ sở để em làm, em còn con nhỏ, chồng em thì làm của mình nên à, không thu nhập được bao nhiêu hết trơn. Rồi tới vô học tới con cái học hành gạo thóc này kia cơ, đồ của nước mắm nó không đủ chi tiêu nữa. Đâu mà dư mà để tính tới nhà. Tức là mong muốn của em hiện tại bây giờ là có một công việc làm tại nhà. Dạ. Anh thấy mình đi bán vé số cũng được đó. Bán vé số à? Còn mấy đứa nhỏ bỏ đầu cơm nước ai lo cho nó? Thì mấy cô ở đây cũng có con nhỏ, họ cũng bán vé số nè. Mình có thể làm nửa buổi, còn nửa buổi mình dành cho con cái. Với lại là ở đây thì có mấy bác ở nhà thì có thể gợi được. Mình nên suy nghĩ thêm. Mình nên suy nghĩ thêm phương án đó sẽ hay hơn nha. Dạ. Chứ bây giờ mình ngồi ở nhà mà mình chờ đợi là... thì cũng hơi khó đó. Dạ. Mình chủ động công việc của mình. Dạ. Và mình coi xem là những cái việc gì mình có thể làm được thì mình làm luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha, những chia sẻ rất là chân thật. Chúc em cùng với gia đình và tất cả mọi người ở trong khu vực này, tất cả mọi người đều có một điểm chung là đều là hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chúng ta đùm bọc lẫn nhau nha. Chúng ta qua mùa dịch này, rồi sắp tới chúng ta sẽ có những cái kế hoạch khác mà chúng ta cùng hợp sức để làm ha. Dạ, dạ, rồi, cảm ơn. Đấy. Rồi gom bông súng này vậy làm gì? Nó bên chua hả? Ngon lành vậy? Rồi đang thui vậy đó hả? Súng ma hả? Em không biết cái này luôn á. Bông súng ma. Rồi mình làm gì ăn cô? Dạ. Mình nấm bên chua, mình bớt gỏi nha. Dạ. Ăn sống. Tầm chợ bán vậy thôi. Trời. À, bông súng này là nấu với trái giác đúng không? Rồi con cách chơi nên thì làm cái gì? Nấu chung hả? Để là kêu là món này món gì? Canh chua cá giác. Cái này nó có liên quan gì đến người dân tộc không? Dạ không, người Việt ăn cũng được. Người Việt mình ăn cũng được đúng không? Dạ đúng rồi. Dầu nó nhiều, nó ngon. Nó mềm lắm, con mình mềm bập rồi các bạn. Nói chứ bây giờ đâu phải người nghèo mà không được quyền ăn nhậu ca hát. Dạ. Để mình để dành cho riêng những người có tiền đâu. Dạ. Cái đó mình nói cũng như là lâu người ta ca, người ta hát một lần. Chứ không phải là ngày nào tiền nó một phí chứ gì. Trời ơi, tiền không có con để ăn đó, tiền đâu mà ngày nào cũng nhậu. Nói chung là bây giờ mình thuộc hộ nghèo thì mình càng phải cố gắng hơn. Chăm chỉ làm ăn rồi sẽ hết nghèo nha. Em nói thì dễ ghê. Dạ. Cũng phải dáng làm để vượt lên chứ đâu để nghèo hoài. Tự mình lo mình đi chứ mình lo mình nghèo hoài sao được. Có ai muốn nghèo hoài đâu. Thôi chị tâm sự về con của chị đang bị Covid đi trên Đồng Nai á. Dạ dạ, ôi mình nói nhỏ nhỏ rồi. Là ở trên Đồng Nai hả? Là trường hợp vì sao bị nhiễm chị? Đây mình ra lộ rồi có nhiều tiền. Dạ. Là nó có cái gì là nó ít không. Dạ. Rồi cái bà đó ở ngay nhà chợ mình, cái bà đi bán thuê ngoài đó. Rồi. Rồi cái bà việc nhà nó mang cho xuống. Rồi, hiểu rồi. Mình tiếp xúc mình đứng. Rồi, hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ là đang đi cách ly tập trung mà đúng không? Đúng rồi. Tình trạng sức khỏe là ổn định phải không? Ổn định, khỏe. Cũng đỡ lo ha. Đúng rồi, hai mẹ con rồi khỏe cô, chồng rồi cũng khỏe. Dạ. Thôi chúc mừng cô nghe. Mình ở đời có đất lấy ít cho con mình. Dạ. Không khỏe rồi, không dài ngày về. Dạ. Nhưng giờ nó test lại lần nữa không có rồi cho mình về. À, tức là mình test âm tính mấy lần rồi phải không? Đúng rồi, nó có chích ngừa, không biết là chính rồi luôn. À, chích ngừa rồi mà vẫn bị dính hả? Đúng rồi. Dạ. Quá trời ngon, chích ngừa quá. Đằng sau này là mình có ao hả? Có ao, có cái đìa này đây nè. À, cái đìa này đúng không? Ngay cái cửa nhà chị cũng có đìa đó. Dạ. Mà cái đìa này mình đâu có nuôi cá được phải không? Mình nuôi chắc đi hết á. Dạ đúng rồi, tại đi. Đứng đi lên đi kìa. Cái tập lên bữa hôm không tới nhà nữa. Ngồi để về lấy ra, con muốn bớt rỗi nha. Con muốn bớt rỗi ăn cá kho. Không có gì đâu, nấu canh. Nấu canh mà tính đi bẻ rau, rau chai, rau chạy mà mưa này sao đi. Có biết ăn cơm chạy không? Dạ biết. Đó nhắm. Bữa kia nhiều lắm hả? Nhiều lắm, bữa nào có vô đi. Dạ. Dạ bẻ nhiều cho một bọn cho nhẹ. Dạ.
giờ trời mưa, thôi trời nắng buồn vui đáng chút xíu à. Dạ. Mưa chứ không phải nắng, bây giờ em ngồi đây đi bé. Bé gậy. Bé cho tổ này nè, về nấu canh ăn ngon, canh chua. Ở đây mình ở phía trước này là mình có thể làm chuồng heo mình nuôi nè em. À, bên kia hả? À, còn nếu mà bây giờ nếu hỗ trợ em nuôi heo thì em nuôi bằng cách nào? À, miếng đất bên này đúng không? À. Mình trồng chuối cà kia. Rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Miếng đất đó là của mẹ em, bà chết rồi, để lại cho anh bảo anh đi làm cái tiền riêng chút về. Thì chú chồng ra bãi rồi, chừng nào có thì mình làm chuồng đó mình nuôi. Là làm chuồng nuôi được đúng không? Dạ được chứ. Rồi theo nguyên tắc hợp tác là sẽ tặng hai con heo nghe. Dạ. Rồi xong hai con heo nuôi cho lớn rồi đẻ ra, rồi xong rồi tặng cho nhà hộ nghèo kế bên nha. Khởi nghiệp thoát nghèo, hai con heo. Hai con heo. Nuôi. Có nuôi vịt ngoài kia nè hả? Nuôi vịt rồi bán ở đây mình bán cho ai? Mình bán vòng vòng vậy nè, tiếng như chợ bán xong á. À, mình làm mình giao đúng không? Không có giao thì em bán, chỉ là nó ít mà. Ừ. Mình có hai con, mình hết tiền thì có con hai con mình bán cái tiền mua cho biết nhỏ đi học. Ừ. Rồi, có vô được sao nữa đi, hai chị em đi cùng. Dạ. Rồi, bây giờ trời hết mưa rồi, thôi cháu xin phép đi về nha. Chúc bà con sức khỏe nha. Rồi, mai mốt chúng ta sẽ gặp nhau. Khi gặp lại thì hy vọng là sẽ có hai con heo nghe. Chắc miệt thứ được tặng thêm trái bầu phải không? Cảm ơn con nha. Bye bye. Dạ quay rồi. Dạ. Come.